Quản lý và bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm mà là nhiệm vụ của cả cộng đồng. Từ nhận thức đó, trong thời gian gần đây, tại một số xã miền núi cao đã xuất hiện các tổ đội quản lý bảo vệ rừng. Tổ quản lý bảo vệ rừng của bản Cờ Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương là một trong những số đó. Rừng săn lẻ tại bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Dù diện tích không lớn, nhưng rừng cây này cũng đã giúp người dân ở đây cảm nhận được sự khác biệt với môi trường và cảnh quan. Từ khi bảo vệ được rừng săn lẻ chị thấy rất là mát mẻ và không khí trong lành. Ý thức bảo vệ rừng thì tuyệt đối là dân không được lấy củi và chặt cây. Gần 20 năm trước, dân bản ở đây đã khoanh nuôi, bảo vệ 5 hectare rừng cây săn lẻ này. Hàng ngày, cắt cử người bảo vệ trước những nguy cơ bị xâm hại. Nhờ được bảo vệ và chăm sóc, nên những cây săn lẻ hiện nay đã phát triển rất tốt. Về việc bảo vệ rừng, nhất là người đoàn rừng săn lẻ này thì là hết sức cần thiết. Thứ nhất là đảm lại giữ đất, giữ rừng cho thôn bản. Thứ hai nữa là tạo bóng mát. Thứ ba nữa là tạo cảnh quan đẹp. Từ hiệu quả về môi trường, cảnh quan mà rừng săn lẻ này mang lại, hiện nay trên địa bàn xã Xá Lượng đã xây dựng thêm 4 tổ đội dân bản khoanh nuôi bảo vệ rừng. Từ cái mô hình bảo vệ cái rừng săn lẻ này thì có sự lan tỏa đối với các thôn bản lân cận, ví dụ là ở bản Sơn Hướng chẳng hạn, bản Thạch Dương chẳng hạn và những bản còn lại thấy hiệu quả của cái mô hình này. Thì là các bản đã chủ động làm tốt công tác này, bảo vệ tuần tra và khôi phục giữ gìn cái mô hình rừng săn lẻ này. Trong bối cảnh môi trường đang bị xâm hại, việc quản lý và bảo vệ rừng là rất cần thiết. Vì thế, những mô hình cộng đồng quản lý và bảo vệ rừng như ở xã Xá Lượng được nhân rộng sẽ góp phần bảo vệ tốt môi trường rừng.